Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh radio truyện đêm khuya. Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Ngày lễ tình nhân, tác giả Trần Thị Thúy Hằng qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Anh có ra ngay không? Tôi đập vỡ xe ra đấy im lặng. Này thì xe này, này thì không ra này. Bốp, bốp, bốp chiếc mũ bảo hiểm vỡ tan, còn chiếc xe thì vẫn bình yên, trêu người người đàn bà đang điên loạn. Bố mang ngay chìa khóa dự phòng để đưa xe về, con gọi mãi mà chồng con vẫn ở lì trong ấy. Cuộc điện thoại lúc này quay về gọi cho bố, chắc là bố chồng, chứ ai lại là bố đẻ khuôn mặt người đàn bà bầu bí sắp đến ngày sinh khi cơn tức giận đến tột cùng trông thật là dễ sợ lúc tím tái lúc đỏ bừng lúc lại trắng bệch da nhợt nhạt anh có ra ngay không tôi gọi cho công an phường bây giờ vẫn là im lặng có ra ngay không tao gọi thật đấy cho họ bỏ tù cả lũ chúng mày lúc này thì chẳng còn anh với em gì nữa mày tao luôn hết đập xe, lại báo công an mà có thấy gì đâu. Chỉ thấy một khoảng không tĩnh lặng của ngôi nhà ba tầng sừng sững cửa đóng then cài yên ấm. Bất chợt có một chiếc xe máy từ xa lao đến đậu ngay cạnh chiếc ô tô. Người đàn ông chạc ngoài 50, tắt máy, dừng xe, bước xuống, chắc đây là người mà cô gái vừa gọi điện thoại kêu là bố. Với vẻ mặt của một người đang nổi trận lôi đình, ông rút điện thoại ra gọi chiếc điện thoại trên tay ông cứ để yên lâu lắm có mà trời gọi lúc này bất lực ông đành ngồi lên chiếc ghế đá bên vỉa hè chờ đợi nhưng mà cũng chẳng được lâu nghe chừng sốt ruột ông đứng lên phăm phăm đi về phía cửa cuốn của ngôi nhà đưa mắt nhìn xung quanh chắc là tìm xem có viên gạch viên đá nào đó nhưng mà đào đâu ra ở cái vỉa hè vốn chỉ có đầy lá rụng này cuối cùng Ông quay lại, đi ra chỗ để xe máy, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm đi vào. Thẳng cánh, dơ mũ bảo hiểm lên, ông đập vào cửa cuốn ầm ầm. Thằng kia, mày có ra ngay không? Tao mà phải phá cửa ra thì đừng có trách. Nhưng rồi, âm thanh của tiếng mũ bảo hiểm đập vào cánh cửa cuốn vẫn chát chúa vang lên trong không gian mà bên trong thì vẫn yên lặng, chả thấy động tĩnh gì cánh cửa cuốn cũng vẫn còn nguyên si, chẳng hề hấn gì. Chắc là ông không dám phá đâu. Đe thế thôi. Phá thì phải bỏ tiền ra mà sắm lại. Tiếc của cho nên đành dừng lại. Không đập nữa. Ra ghế đá ngồi. Người đàn bà lúc này thấy uy lực của người bố cũng chẳng ăn thua cho nên lại giơ điện thoại lên. Tiếp tục. Tôi gọi cho công an đây này. Nhưng mà có thấy ông công an nào đâu có mà chó kẹo đúa gọi đấy gọi thì chồng vào tù nhé thông cảm tiếng ồn ào của một chiều yên ả à, nơi phố nhỏ bỗng nhiên kích thích trí tò mò của những thông tin thông tấn xã vỉa hè trẻ con được dịp ra ngoài nghe ngóng chúng khôn lắm mọi hôm thì đá bóng đá cầu mà những môn này thì làm sao mà hóng được thế là hôm nay chúng mang cờ vua ra bộ bàn ghế đá kê ở vỉa hè ngồi chơi năm bảy thằng con trai hai ba đứa con gái túm tụ nhau quanh ghế đá thì thầm tiếng nhỏ tiếng to mấy ông chồng hôm nay cũng lại đâm ra chịu khó đột xuất mang chổi ra quét lá vỉa hè quét xong rồi đem đốt chuyện vẫn chưa có hồi kết đành vào nhà thôi chả nhẽ lại quét đi quét lại trời tối nhá nhem người bố lúc này chắc là không thể đợi lâu hơn được nữa đành mở khóa lên ô tô phóng đi. Cô gái cũng lao theo. Đầu trần, để lại chiếc mũ bảo hiểm nát, bét trong chơ bên vệ đường tội nghiệp. Ngôi nhà ba tầng vẫn cửa đóng then cải câm lặng còn bên trong có nổi loạn hay không thì có trời mới biết. Người gây ra sự chú ý đi về rồi, còn gì đâu mà hóng. Thông tin vỉa hè chính thức được công bố bởi một cậu bé học lớp 2. Này nhé, Cô này có chồng đang đánh bạc ở trong kia kìa, chỉ tay vào ngôi nhà ba tầng, thua mấy tỷ rồi, nói còn chưa sỏi. Thế là cô ấy gọi bố bắt về mà không được, mang ô tô đi, cho lúc về đi bộ. Hóng được có thế thôi à? Vâng, mấy bà vợ nghe xong liền rôm giả. Phải tay em, báo ngay cho công an. Đẻ làm gì? Báo công an thì cho chồng vào tù vào tù thì vào bực lắm ngoài cuộc nói thế thôi chứ trong hoàn cảnh ấy biết làm sao đúng là như vậy biết làm sao chả nhẽ lại đẩy chồng vào tù thôi thì số phận trói buộc rồi thấy bảo nhà ấy nhiều đất lắm giàu lắm mấy tỷ bó bèn gì nhưng mà cứ cái đà này thì một bà vợ nghe ở đâu về góp chuyện đây là ngôi nhà mà ông bố mua cho vợ chồng anh con trai nhưng anh ta chưa ở mà dùng nó để gọi bạn bè đến tụ tập đánh bạc. Người phụ nữ bầu bì ban nãy là vợ anh ta. Mỗi người góp một ít, chả mấy chốc mà chân dung của chủ nhân ngôi nhà dần dần cũng hiện lên rõ nét. Nhưng mà thôi, bàn tán làm gì? Kệ người ta, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trời tối rồi, con phố nhỏ lại trở về với sự bình yên vốn có. Xe và người vẫn lặng lẽ ngược xuôi. Chắc là chỉ có lòng người trong cuộc đang dậy sóng. Ngày lễ tình nhân, có bao nhiêu đôi lứa đang yêu, có bao nhiêu cặp vợ chồng đang chở nhau đi đến dạp xem phim, nghe nhạc, có bao nhiêu gia đình vợ chồng, con kết chở nhau đi ăn uống ở nhà hàng. Còn ở đây, ngày lễ tình nhân, sao lại chọn đúng ngày lễ tình nhân để vợ phải tìm chồng, một năm sau. Ngôi nhà ba tầng cửa đóng then cài đã được mở toang, sáng trưng ánh điện. Bên ngoài, chiếc xe hơi màu đỏ láng bóng đang đậu trên vỉa hè. Trong nhà, cây đào ngày Tết gắn đèn nhấp nháy đã nở bung những cánh hoa. Người đàn ông còn rất trẻ, áng chừng chưa đến ba mươi đang ngồi ngả đầu trên đệm sa lông im ái. Mắt lim dim nghe bản nhạc mùa xuân phát ra từ chiếc loa thùng người đàn bà bế đứa con chừng gần một tuổi ngồi bên ngả đầu dựa vào vai chồng âu yếm nựng con cục cưng của mẹ ơi yêu cục cưng nhiều nhiều lắm bằng giờ năm ngoái cục cưng còn đang ở trong bụng mẹ bố hư ghê ngày lễ tình nhân bố đi đánh bài mẹ phải đi tìm đấy từ ngày có cục cưng bố ngoan thế còn gì không chơi bời gì nữa ngoài giờ làm là chỉ đi về với cục cưng thôi mẹ nhắc lại làm gì không phải đâu hôm nay là ngày lễ tình nhân em mới chợt nhớ và chạnh lòng đôi chút thôi chuyện cũ qua rồi em đưa cục cưng cho anh vào chuẩn bị cả nhà hôm nay đi nhà hàng ăn uống và nghe nhạc hâm nóng tình yêu người mẹ trẻ tươi cười đưa con cho chồng hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt anh chồng ôm con nhìn theo vợ tự nhiên hát giống lên em vẫn như ngày xưa mắt em nhìn đung đưa nét cười sau vai áo tay mềm thon búp tơ người vợ quay lại lườm yêu gớm sao mà hôm nay yêu đời thế ngoài trời đường phố đã bắt đầu lên đèn đôi vợ chồng trẻ ấm con tình tứ dìu nhau lên xe hòa vào dòng người ngược xuôi trong ngày lễ tình nhân ngập tràn hạnh phúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Lòng Người Trong Nhân Bánh, tác giả, trinh văn. Trăng 13 sáng quá, ở vùng quê hẻo lánh này, ý nghĩa của ánh trăng không nằm ở chỗ nên thơ mà thực dụng hơn rất nhiều. Nó giúp những người tham công tiếc việc đồng áng có thể quây quần bên mâm cơm giữa sân mà khỏi phải đốt đèn dầu. Nhà bà Tư hôm nay là vậy. Mãi miết ngoài vườn, đến khi ông bà vào nhà thì trăng đã sáng trăng làm ánh lên những tàu lá chuối trước sân làm con đường đất dẫn vào nhà bà như trở nên loang lổ nhớ lại suốt ngày qua ông bà thật là mệt mỏi hết đứng lại ngồi cả hai ông bà dõi mắt như ngóng trông ai đó mà họ trông ngóng thật từ sáng đến giờ đã bán được chiếc bánh nào đâu nghĩ cũng khổ xưa nay hai ông bà nào có biết buôn bán là gì chỉ tại đứa con trên thành phố nhân dịp tết đến nên nó bày ra tiệm bánh tạm thời dưới quê giao cho cha mẹ thế là một già một lão ngẫu nhiên trở thành chủ tiệm từ đó ngôi nhà này được mọi người gọi là tiệm bánh bà tư cũng như những người buôn bán khác chuyện người khách mở hàng luôn được ông bà tư quan tâm nhưng đến giờ này vẫn chưa ai đến mở hàng ông bà lo lắng quá chưa rồi còn gì ở vùng quê mới 9 giờ sáng đã gọi là trưa lắm. Sắp đến Tết rồi, gió trướng đã ngày càng mạnh. Nắng bắt đầu gay gắt sao vẫn chưa thấy ai đến mở hàng. Trời càng trưa, nắng càng nóng. Nhưng cái nóng ngoài trời chắc không bằng cái nóng trong lòng dạ ông bà chủ tiệm. Thôi thì ông bà dáng chờ chưa chút nữa thằng tính đi học về rồi giao cái của nợ này cho nó là xong. Trường ấy hai thân già mới yên tâm ngồi phe phẩy quạt hy vọng rằng nó có vận may trong buôn bán. Cha mẹ nó bán buôn trên thành phố. Dù về ở với ông bà nội nhưng chắc ít nhiều nó cũng có máu kinh doanh. Nó hưởng vía ba nó. Hai ông bà đang suy nghĩ miên man thì tính đi học về. Sau khi chào ông bà nội, nó buông ra một câu hỏi trống không. Sáng giờ buôn bán được gì không? Được gì đâu con ơi. Ế quá. Bà nội đáp nó thoáng trao mày rồi đi thẳng vào trong trong bữa cơm trưa tính nói với ông bà nội như quả quyết được rồi con sẽ tìm cách cho nội bán hết số bánh này chỉ trong một ngày nay chỉ nói một câu thôi ăn cơm xong tính xin phép ông bà nội được sang chơi nhà bạn lại hai thân gia tiếp tục trông khách kìa ánh mắt nhập nhòe của ông bà cũng kịp nhận ra người khách đầu tiên đó là một thanh niên trong dáng vẻ lực điền đến hỏi mua cùng lúc năm chiếc bánh. Khách thì mặc cả, còn ông bà thì dường như không nghe thấy. Họ vanh vách nói về giá cả như học trò nhỏ tra bài cho thầy giáo. Bánh lớn thì 20 ngàn, nhỏ hơn thì 15 ngàn một bánh. Vợ chồng già này chỉ biết bán giá đó thôi. Con cháu nó dặn thế chứ tôi nào biết gì buôn với bán. Rồi thì khách cũng bằng lòng mua và sách bánh đi ra nhận thấy người mở hàng xuân sẻ. Ông bà già vui ra mặt. Những giọt mồ hôi từ đó cũng giảm dần. Vừa cẩn thận xếp những tờ giấy bạc đặt vào hộc tiền, ông nói với bà bằng giọng vui vẻ. Thằng tính nói thế mà Linh, chắc sau này nó cũng buôn bán phát tài như cha nó. Cười với nhau chưa dứt thì lông bà lại có khách và mua bánh. Người khách lần này là một phụ nữ trông có vẻ quê mùa. Nhưng lạ thay, chị ta không hề trả giá. Cứ như vậy, thêm ba chiếc bánh được bán đi. Lần lượt, lần lượt đến chiều thì đã hết sạch số bánh hơn trăm chiếc. Giờ cơm chiều cũng là lúc tính đi chơi về. Nó đi bộ nên kịp nghe những lời bản tán của xóm giềng. Quái lạ, tôi nào có thấy gì đâu. Hay là tôi đã nuốt nó vào bụng. Tôi cũng vậy. Giọng người khác chen vào và ai cũng hy vọng nó còn trong bụng. Tính vừa đi vừa mỉm cười. Nó nhẫm thầm những dòng chữ mà nó đã viết ban trưa và dán vào cánh cổng. Sau đó lặng lặng đi thông báo. Nó đã viết. Tôi là ba Miu. Vợ chồng tôi đã đánh rơi chiếc nhẫn hai chỉ vàng lúc làm nhân bánh. Bà con cẩn thận khi ăn. Ai bất cẩn mà nuốt vào bụng thì tôi không chịu trách nhiệm còn nếu như ai phát hiện ra chiếc nhẫn lúc đang ăn thì nó sẽ thuộc về người đó lúc này ông bà tư vẫn còn vui vẻ vì đã hoàn thành nhiệm vụ thằng con trai đã giao cho ông bà nào biết gì đâu bữa cơm tối được bày ra giữa sân dưới anh trăng vừa nhai cơm vừa ngắm trăng non thằng tính khoe công trạng ông bà biết không chính nhờ con viết thông báo đầu ngõ mà ông bà bán hết bánh nhanh như vậy thông báo gì vậy? Bà Tư nhanh nhào hỏi. Còn nói thay lời ba con là trong nhân bánh có hai chỉ vàng nhưng không biết ở cái bánh nào. Ai mua chúng chiếc bánh đó thì được hưởng. Nói vậy thôi chứ làm gì có. Miếng cơm đang nhai trong miệng bà Tư như bỗng biến thành đá sản. Bà ngồi thần người ra. May mà chén cơm không rơi xuống đất. Trời ơi! Sao thằng cháu của bà lại có thể nghĩ ra trò này nhỉ? Trước hết, nó đã kéo ông bà nội nó vào đồng phạm hơn thế nữa nó đã lừa cả xóm làng những người tối lửa tắt đèn có nhau với ông bà nó bấy lâu nay nó học thói lưu manh này từ đâu nhỉ bấy lâu nay cha con nó trên thành phố khá giả nhờ buôn bán thất đức thế này sao càng nghĩ bà càng đau đau hơn cả ngày chuyển dạ đẻ ra cha nó ừ thì bà đẻ ra cha nó chứ có đẻ ra hay dạy dỗ thói gian trá này đâu chắc hẳn đêm nay bà tư khó ngủ nhất định sáng mai bà sẽ đi xin lỗi xóm giềng nhưng biết mở miệng sao đây ruột gan bà rối bời như nổi canh hẹ tất cả cũng bắt nguồn từ trò buôn gian bán lận của vợ chồng đứa con trai để cháu nội của bà tiêm nhiễm suy nghĩ của bà tư như muốn bật thành lời quát mắng đứa con trai trên thành phố con ơi lời truyền dạy tổ tiên bao đời sao con không nhớ má đã bao lần dạy con cách sống ở đời Lẽ nào con không biết câu nói sống có đức không sức mà ăn? Tiếng tắc lưỡi của con thằn lằn trên vách càng làm tăng nỗi dây dứt trong lòng bà Tư. Bà nặng nề đi vào giấc ngủ với suy nghĩ miên man. Trên, chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Hương Mùa Xuân Dịu Ngọt, tác giả Nguyễn Công Đức. Mẹ, sao mẹ lại vô lý như thế chứ? Từ trong phòng khách tiếng hương rảnh rỗi, hơi có chút cắn cầu vọng ra. Mẹ không vô lý, là mẹ chỉ nghĩ cho con mà thôi. Mẹ không muốn con lại phải chịu cảnh như mẹ bà soan nhẹ nhàng vừa vuốt mái tóc dài óng ả à của hương vừa nói như thế không phải mẹ đang nghĩ cho con mà là mẹ đang nghĩ về mẹ thôi mẹ nghĩ cho con thì mẹ phải đồng ý chuyện của chúng con chứ hương giọng giận dỗi mếu mếu vùng vẫy trong vòng tay bà soan đang ôm quanh mình không được con chưa hiểu chuyện thì mẹ phải có trách nhiệm nói cho con biết con chưa từng trải qua những đêm nằm một mình mà chỉ nơm nớp lo cho tính mạng của người mình yêu thương khi có những đám cháy ở đâu đó lửa không chừa một ai đâu con ạ à. chỉ cần sơ suất một chút thì không tàn phế cũng mất mạng lúc ấy con sẽ sống thế nào mẹ không nhẫn tâm thế cảnh ấy lại xảy ra lần nữa trong gia đình mình bà xoan vừa chấm chút nước mắt đang thấm ra gò má và khóe mắt đã bắt đầu có những vết chân chim nhưng con yêu anh ấy chúng con yêu nhau mẹ ạ. Dù gì chúng con cũng sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Khi chấp nhận yêu anh ấy con cũng đã sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi cái đến với mình. Cũng như mẹ với bố vậy thôi. Hương hạ giọng như năn nỉ bà xoan. Mẹ với bố khác. Mẹ không hối hận khi yêu bố con. Mẹ chấp nhận mọi cái. Nhưng mỗi lần thấy cảnh bố con trước những đám cháy là mẹ lại không an lòng. Cứ nhắm mắt lại là mẹ thấy sợ, mẹ sợ mất bố, con ạ. À, cũng may là đến bây giờ ông ấy vẫn còn ở bên mẹ con mình, cho dù không còn lành lặn như xưa. Vì thế mẹ không muốn con lại lặp lại cuộc đời của mẹ. Con nghe mẹ một lần này thôi. Được không Hương? Bà Soan cũng xuống giọng như năn nỉ con. Con yêu anh ấy cũng như mẹ yêu bố, tình yêu mà sao mẹ cứ phải phân biệt như vậy chứ? dù gì con cũng sẽ không chia tay anh ấy đâu hương chợt cao giọng không được mẹ cấm con qua lại với nó mẹ nói lần cuối đấy nghe chưa thấy hương vẫn cương quyết với ý định của mình bà xoan cao giọng hơn nói như quát mẹ mẹ vô lý lắm mẹ lấy quyền gì mà cấm chúng con 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 dù gì con cũng đâu phải con của mẹ Hương bật khóc nức nở, rồi vùng khỏi vòng tay bà xoan chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Tiếng nức nở vẫn men theo khe cửa vọng ra. Bà xoan thấm đẫm hai hàng nước mắt như muốn đổ gục xuống chiếc sofa trong phòng khách sau khi nghe những gì Hương vừa nói. Vừa đi đánh cờ bên hàng xóm về, đứng ngoài cửa một lúc, nghe hết những gì hai mẹ con nói với nhau. Giờ đây ông Thiên mới tập tĩnh bước vào ngồi bên bà Soan bà bĩnh tĩnh lại đi con nó không có ý gì đâu có gì lựa lời nói với nó từ ngày nhận nó về nuôi đến nay đã bao giờ nó cãi lời tôi đâu thế mà bây giờ nó còn nói nó không nhận người mẹ này nữa ông bảo tôi phải làm sao bây giờ bà xoan được thể vừa khóc to vừa nói như cố ý cho hương trong phòng nghe thấy nó bảo không nhận bà là mẹ bao giờ nó vẫn là con mình đấy thôi bà đừng suy nghĩ linh tinh nữa thôi bà đi nghỉ đi để tôi lựa lời nói với nó dìu bà xoan vào phòng nghỉ xong ông thiên không vào phòng hương ngay mà ông pha ấm chè rồi châm điếu thuốc ngồi một mình ở phòng khách trầm ngâm suy nghĩ điếu thuốc ông giết được một hai hơi rồi tự cháy đùn lên một cục tàn có ngọn ông biết cả hai mẹ con bà xoan mỗi người đều có cái lý đúng của mình và ai cũng khăng khăng theo ý của mình mà không cùng ngồi lại với nhau để tìm ra được cái chung nhất. Ông phải làm sao để dung hòa được cả hai người. Ông Thiên biết bà Soan rất yêu mình, chính vì yêu ông nên bà mới song hành cùng ông đến tận bây giờ. Ông cũng biết mỗi lần ông đi thực hiện nhiệm vụ là mỗi lần bà ấy ở nhà nơm nớp lo âu, hàng đêm mất ngủ. Chỉ khi nào ông thông tin về tình hình an toàn bà mới thở phào nhẹ nhõm thi thoảng ông vẫn đùa bà nếu bà mà người mắc bệnh tim chắc không dám yêu ông lấy ông mất bà đã từng kể với ông mỗi khi có đám cháy không liên lạc được với ông là bà lại liên tục cập nhật tình hình từ tv báo chí từ những người xung quanh thậm chí có khi bà đến tận nơi nếu gần để xem ông thế nào mỗi khi thấy cảnh ông cùng đồng đội băng mình qua những ngọn lửa hung dữ để lao vào cứu người, cứu của, dập tắt những đám cháy là tim bà thoát lại. Bà lo cho tính mạng của những người đang hết mình chống lại giặc lửa, trong đó có chồng của bà. Ngày ấy, trong một đám cháy lớn ông Thiên đã cứu sống được một bé gái duy nhất của một gia đình đang yên giấc trong đêm. Khi đám cháy được dập tắt thì cũng không còn một ai sống sót và ông Thiên cũng đã bị bỏng một phần cơ thể. Đứa bé gái ấy sau đó đã bị sang chấn tâm lý, luôn luôn tỏ ra sợ hãi trước mọi việc, cho dù là một tiếng động mạnh. Lúc đầu mọi người định đưa nó vào trại trẻ mồ côi khi biết nó không còn ai thân thích. Biết được tin ấy, bà Soan đã bàn với ông Thiên hay là xin nhận nó về nuôi. Hai ông bà lấy nhau đã lâu mà chưa có lấy được một mụn con hai lần bà đậu thai thì cả hai lần bà bị xảy không giữ được. Có bữa bà đi xem thì ông thầy phán phải có đứa con nuôi thì may ra nhà bà mới có được đứa con. Bà soan bảo ông có công cứu nó coi như cũng là cái duyên. Ông gật đầu đồng ý. kể từ đấy đưa bé gái ông cứu đã về ở với gia đình ông. đó chính là Hương. hai ông bà đã ra công chăm sóc cho Hương đi chữa trị tâm lý. Một thời gian sau những dấu ấn đau buồn qua đi, Hương mới ổn định và trở lại bình thường. Nhưng thi thoảng, những hình ảnh cũ vẫn ẩn hiện trong trí nhớ làm Hương lại lên những cơn đau đầu khó chịu. Bà Soan đã hết lòng chăm sóc Hương coi như con mình rứt ruột đẻ ra, bởi cũng từ ngày ấy bà Soan đã lại thêm một lần sẩy thai nữa. Bác sĩ khuyên bà không nên cố nữa vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà năm trước đây ông thiên do bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ dập lửa trong một vụ cháy lớn không thể tiếp tục công việc cứu hòa tại tuyến đầu được nữa nên ông xin nghỉ hưu sớm cái đám cháy ấy đã làm ông ngã từ trên cao xuống bị gần như liệt một bên chân cái đầu ông bị chấn thương nặng lúc nhớ lúc quên một vài vết bỏng loang lổ khắp người phải nói ông thiên là người cực kỳ đam mê công việc mà ông đã lựa chọn Năm 18 tuổi, ông thi tuyển vào trường cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Suốt những năm từ khi trên ghế nhà trường đến khi ra công tác, ngày nào cũng như ngày nào, hoặc là ông mệt phờ ngã trên sàn tập huấn, hoặc là kiệt sức với các nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp, nhưng trong lòng ông lúc nào cũng sung sướng tự hào. Có lẽ trong mắt mọi người nghề lính cứu hỏa vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với ông đó là cả tuổi thanh xuân là niềm kiêu hãnh, là niềm vinh dự là giấc mơ đẹp đẽ ông thiên từng nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này sẽ gắn bó với nghề lính cứu hỏa vì vậy dù bỏ nghề nhưng thi thoảng có những vụ cháy ở gần ông vẫn cứ thích âm thầm chạy đến các hiện trường hỏa hoạn ông biết mình không làm được gì cả nhưng vẫn ham muốn có mặt bên các đồng đội của mình chứng kiến họ dập tắt từng đám cháy để rồi cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng đã gây cho ông thiên những tổn thương nghiêm trọng không chỉ khiến bị bỏng nặng tứ chi và thân thể mà hơn thế nữa còn có người đồng đội thân thiết của ông đã hy sinh phải nằm viện mất gần một năm và ông mãi vẫn không chấp nhận nổi sự thật này trong những đêm bị dày vò bởi vết thương không thể nào chợp mắt cảnh tượng thảm khốc khi thấy đồng đội hy sinh cứ trở đi trở lại đối với ông còn bà Soan thì không biết liệu ông có cảm thấy hối hận vì đã tham gia nhiệm vụ lần đó, có hối hận vì đã tham gia nghề lính cứu hỏa hay không. Ông Thiên thì nghĩ, nếu thời gian có quay trở lại ông vẫn sẽ lựa chọn sát cánh cùng đồng đội sông vào biển lửa không chút nào núng, bởi đó là chức trách của những người lính cứu hỏa như ông. Khi Hương đánh tiếng yêu một người lính cứu hỏa thì bà Soan đã ngấm ngầm phản đối. Bà vẫn đem những câu chuyện của ông Thiên ra để cảnh tỉnh Hương. Hồng làm Hương thay đổi ý định. Ông Thiên thì vẫn ngấm ngầm ủng hộ con nhưng cũng không tỏ ý phản đối ý định của vợ. Ông vừa mong con có tình yêu, có hạnh phúc cho riêng mình và ông cũng muốn có thêm một người cùng ngành với mình để có thể chuyện trò tâm sự, nhưng ông cũng không muốn con phải chịu cảnh như vợ mình. Ông biết bà Soan cũng có cái lý của bà bà thương con theo kiểu của riêng bà. Ông biết nên ông không cản ý nghĩ của bà. Khi điếu thuốc thứ hai đã tàn, uống nốt chén nước trẻ đã nguội, khi những hình ảnh xưa cũ chạy lướt qua một lượt trong đầu, khi những ý nghĩ được sắp xếp lại, ông Thiên đứng dậy đi đến phòng của Hương gõ cửa, con gái, bố vào được không con? Có tiếng cạch cửa, Hương hai mắt đỏ hoe, sưng húp đi ra mở cửa cho ông Thiên. Thôi nào, có gì mà phải phải khóc sưng mắt lên như thế. Mẹ không cho yêu anh này thì yêu anh khác. Con gái bố sinh như thế này lo gì thiếu người yêu. Tội gì khóc cho nó xấu người đi. Ông Thiên vừa đi vào phòng vừa tỏ ý chiêu con gái để tạo không khí yên bình trở lại. Bố, bố không định vào hùa với mẹ để cạn con đấy chứ. Không, bố không cản con, nhưng con nói với mẹ như thế là làm mẹ tổn thương lắm đấy con biết không mẹ đã yêu thương con hết mực cho dù con không phải con do bố mẹ sinh ra nhưng bố mẹ đã có lúc nào coi con là người ngoài đâu thế mà con nỡ làm mẹ con đau lòng rồi đấy bố con xin lỗi con sẽ xin lỗi mẹ con hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa nhưng bố bảo mẹ đừng cản chuyện con yêu anh hữu nữa được không bố anh ấy cũng là đồng đội của bố đấy được rồi được rồi bố con mình sẽ cùng thuyết phục mẹ bố tin mẹ sẽ hiểu ra thôi con cũng phải hiểu cho mẹ là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi chứ không phải mẹ khó khăn gì với các con cả nếu thằng hữu nó thực lòng yêu con thì bố cũng đồng ý chuyện hai đứa nhưng bố nói trước hai đứa yêu nhau rồi thì dù khó khăn vất vả hay gì gì đi nữa cũng không được buông tay nhau ra đừng có sau này thằng hữu nó có chuyện gì không may như bố chẳng hạn. Ấy là bố nói trước thế chứ bố không mong nó xảy ra những chuyện như vậy. Mày mà quay lưng lại với nó thì đừng trách bố đấy. Nghe chưa? Ông thiên giáo trước với Hương. Còn hứa, bố tin ở con gái bố đi chứ. Hương làm bộ sụ mặt nhìn ông thiên. Nhớ đấy. Còn bây giờ thì lau nước mắt và sang xin lỗi mẹ con đi. Đừng để mẹ phải buồn lòng rồi bố con mình cùng thuyết phục mẹ vâng hương líu díu nghe lời ông thiên hai bố con bèn dắt tay nhau cùng sang chỗ bà xoan vẫn đang dấm dứt thôi bà già rồi mà vẫn còn giận dỗi như trẻ con thế à con nó biết lỗi rồi nó sang xin lỗi bà đây này ông thiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vợ vỗ về mẹ con xin lỗi mẹ con không nên nói thế với mẹ mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé. Hương nắm lấy bàn tay bà xoan giọng hối lỗi. Chị thì lớn rồi, thì cần gì đến chúng tôi nữa? Chị đủ lông đủ cánh rồi thì chị cứ bay đi, tôi cản làm sao được nữa. Bà xoan vẫn ra giọng rằn rỗi nhưng đã nhẹ nhàng hơn. Thôi, bà đừng chấp trẻ con, còn nó lớn mà chưa có khôn, bà bỏ qua cho nó lần này đi. Chúng nó lớn rồi, chuyện của chúng nó để chúng nó tự lo sướng khổ chúng nó tự chịu tôi với bà có sống mãi với chúng nó được đâu mà cứ bao đồng mà ai cũng như bà thì để cánh lính chúng tôi ê sắc ế hết à ông thiên vừa đùa vừa trêu vợ ông ấy chỉ được cái bênh con thôi cứ để cho các ông ế hết đi ông mà không có tôi thì chắc cũng chẳng ai rước đấy thì thằng hữu cũng thế may mà có con hương nhà mình nó thương vậy nên bà đừng cấm nó nữa nhé nó ế tội nó ra ông chỉ được cái bà xoan bỏ lửng câu nói rồi quay sang nhìn ông thiên với cái nhìn ấm áp thôi tôi thua bố con ông rồi vậy mẹ đồng ý rồi đấy nhé con yêu mẹ hương xà vào lòng bà xoan và ôm cổ bà nở nụ cười thật tươi được rồi vậy tết này con bảo hữu nó đến nhà mình cùng ăn tết nhé bố mẹ còn phải xem nó thế nào đã mới gả con gái cho được ông nhỉ bà xoan nhìn ông thiên và hỏi hương nghe vậy chợt thấy lòng mình như nở hoa mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến tết nhưng cô thấy dường như hương sắp mùa xuân đang bay về đậu trên cây đào chúm chím đầu ngõ hai lúng đồng tiền trên má hương bừng nở như những đóa hoa xuân chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Chia tay một cuộc tình, tác giả, Kim Uyên. Nàng ngắm nhìn mùa thu qua cặp kính cận 3,5 đi ốp, quán cà phê vắng hoe, chỉ có nàng ngồi hướng mặt ra hồ. Phía bên có đôi nam nữ đang phì phèo hút thuốc lá điện tử. Khói cuộn lên từng đám rồi bị gió hắt tung ra tan biến vào không gian mất hút vào giờ tan tầm dòng xe ngoài đường hối hà ngược xuôi như dài vô tận hình như ai cũng vội chỉ mình nàng rảnh rỗi nàng nhấp chút cà phê trong chiếc cốc xứ trắng rồi tựa lưng vào thành ghế đưa ánh mắt hướng hờ những tia nắng cuối ngày xuyên qua hàng xấu ven hồ chiếu những đường hào quang rực rỡ thỉnh thoảng một làn gió tràn qua chỗ nàng ngồi mát rượi mùa thu luôn gợi cho nàng những cảm xúc bâng khuâng khó tả có khi là nỗi buồn man mác về quá khứ xa xôi hay thất vọng vu vơ vì thiếu thời gian cho vài dự định cũng có hôm nàng ngồi nhìn lá rơi lòng nao nao nhớ mẹ một mình trong căn nhà nhỏ nhớ cánh đồng làng vào mùa lúc chín nhớ cả người tình đã chia ly từ mùa thu năm ngoái dạo này có làm thơ không quay lại thấy duy vừa bước tới nàng nhếch miệng cười còn anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lúc trước nhận được tin nhắn, Duy hỏi, "Em đang ở đâu?" Nàng nhắn lại, "Đang cà phê." Duy bảo sẽ đến. Nàng trả lời, "Ok." Nhưng thực ra nàng chỉ muốn một mình. Nàng thầm trách mình đã không nhanh trí đưa ra lý do để tránh cuộc gặp này. Nàng chỉ muốn một mình ngồi nghĩ mông lung, nàng chỉ muốn một mình để gặm nhấm những kỷ niệm với Phong thơ thì ế ẩm còn thị trường chứng khoán thì rất thảm hại nàng trả lời mà không nhìn duy duy châm điếu thuốc giết một hơi dài sau khi quay đi nhà hết khói trong miệng anh nhìn nàng thốt lên như người phát hiện ra điều mới mẻ ôi em tôi đu đưa với toàn thứ ảo nàng cười nhạt thời đại của những con số nhiều người sống vậy đâu phải mình em duy nhìn nàng lại có vẻ như đồng tình còn nàng nhìn ra phía mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Nàng nghĩ khi không nắm bắt được, mọi thứ trở nên trông chênh mờ ảo. Tình yêu đi qua còn đọng nhiều vương vấn và thơ cho nàng những khoảnh khắc phiêu du. Nàng thích đuổi theo những suy tưởng mỗi ngày bằng men theo câu chữ. Thơ là ảo là mơ hay chỉ giản đơn là giải bày xúc cảm, nàng chưa bao giờ cắt nghĩa. Thơ khác xa với thị trường chứng khoán nàng thấy khôi hài nếu so sánh chúng với nhau chỉ biết rằng các giá trị nàng men theo đều biến ảo nàng không đủ thời gian để đi tìm xem nó là hư hay thực nhưng chắc chắn một điều nếu theo đuổi đam mê nàng cần dung nạp chúng nàng mở tài khoản tình cờ do một người bạn rủ chứ không giống như đắm đuối với thơ với số tiền ít ỏi tích cóp được nàng coi đó là sự trải nghiệm giữa thời công nghệ số trả tính toán Chả kỳ vọng, cũng là cách học để cưỡng lại sự tụt hậu của bản thân. Vậy mà dần dần nàng lại mê bảng điện tử đỏ xanh giống như người ta mê cờ bạc. Được hay mất, Duy tò mò nhìn nàng hỏi người ta bảo, chỉ có 5% người thành công trên sàn chứng khoán, em thuộc số nào? Nàng cười bảo, suốt mấy năm gì mình trong 24 chữ cái và 10 số tự nhiên cộng nhiều đêm mất ngủ thì nàng vẫn đang ở cái ranh giới giữa năm và 95. Thế coi như là ổn. Hên hay xui cũng đừng nghĩ đến quyên sinh. Lúc nào cần nhớ gọi cho anh. Nàng ngửa mặt lên trời cười đầy mãn nguyện vì lần đầu tiên trong đời nàng có trụ chống lưng. Chứng khoán khiến nàng có cái để mong chờ khi bước vào ngày mới. Ngoài công việc biên tập thơ cho một tạp chí. Nó thực tế và hư ảo nó khốc liệt và tàn bạo nó thử thách sự kiên trì đo đếm trí tuệ và một chút may mắn đuổi theo nó nàng ít thời gian để đầm mình trong những câu chữ ngu ngơ và không còn thấy mỗi ngày qua đi lê thê trong hoang vắng cũng là cách để nàng thôi nghĩ về phong nhiều người bảo đó là trò chơi mạo hiểm nàng bảo đấy là sàn trí tuệ ngày qua ngày nàng miệt mài học thêm kinh nghiệm còn bạc tiền vẫn ở rất xa chờ cho duy gọi đồ uống xong nàng rè giặt hỏi thị trường dạo này nhiều nghi ngờ quá anh có thông tin gì không duy cười ha hả bảo không có cá mập không có tổ lái không có hội nhóm thì lấy đâu ra sóng thị trường chứng khoán mà nằm im thì buồn lắm sóng được tạo ra không phải từ đám tôm tép lưu diêu ăn theo dòng nước nó được quyết định bởi tình hình kinh tế chính trị và xu thế cả những tay to và cá mập. Tuy nhiên, những kẻ đó nhiều khi cũng thùng bụng phơi thây bởi vô số sát thủ rình rập kề bên với trăm nghìn trò ma quái. Nàng gật gù tán đồng, nhưng vẫn thở dài bảo chẳng biết đặt niềm tin vào đâu. Duy hỏi tình yêu, thơ hay chứng khoán. Nàng bảo tất thảy. Duy lại nhệt miệng, cái cười thật khó cắt nghĩa nó nửa giống như sự thấu hiểu và chia sẻ nhưng cũng gần như chế diễu đừng ảo đến thế các tôn giáo đều dạy con người sống hướng thiện và làm việc tốt để xây dựng xã hội văn minh vậy mà vẫn còn vô số kẻ lợi dụng nó để sằng bậy huống chi là thị trường tiền bạc điều quan trọng là tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để tồn tại nàng cãi so sánh như vậy là khập khiễng duy khẳng định đều là chỉ số niềm tin. Mấy tháng trước, có người bạn ở ủy ban chứng khoán bảo nàng vào tổ lái. Nàng sẽ có tiền và có thể có thật nhiều tiền nữa, chỉ cần nàng lập vài tài khoản để khớp lệnh, còn làm như thế nào đã có người khác tính cho. Nàng lơ ngơ sợ sợ rồi lắc đầu từ chối, sợ bẫy của nhóm lợi ích, sợ liên quan đến rửa tiền, lừa đảo. Đời đã nghèo lại lỡ mang tù tội thì đau thương mình nhiều nhưng còn thương mẹ hơn nên không dám mạo hiểm vài tháng sau cậu ấy bị bắt vì tội cùng nhóm đại gia thao túng thị trường nàng thờ phào thầm khen mình tỉnh táo hay nghi ngờ giúp nàng không theo phong trào không đu bám đám đông không xa chân vào bẫy lùa gà nhưng tư duy bảo thủ khiến nàng bỏ qua nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời một cơn gió lại thoảng qua mát rượi duy vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng như yêu đương như chia sẻ như thăm dò nàng không thể cắt nghĩa nàng tranh trao thấy mình nhạt nhẽo tâm trí nàng lại nhớ đến phong phong thường cõng nàng đi dưới tán bằng lăng vào mùa hoa nở hay ôm nàng giữa mùa đông lạnh giá và thì thầm lời yêu thương cháy bỏng nàng vẫn nhớ lần đầu hai đứa chạm môi có làn gió vờn quanh mái tóc có hoàng hôn gác trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng và mùi hương hoa sữa thoang thoảng nhẹ nhàng rồi anh nắm tay nàng lang thang dạo phố chỗ rừng chân là cà phê thủy tạ phong mải mê ngắm những dòng xe trôi bên bờ hồ hoàn kiếm nàng soi mình trong chiếc smartphone tình yêu đi qua bốn mùa đầy thơ mộng chẳng bao giờ nghĩ đến sự chia xa vậy mà phong đã rời xa nàng từ cuối thu năm ngoái khi cánh đồng dưới chân núi ngả màu vàng sậm hai bên bờ lô giang xanh thẫm soi mình dưới dòng nước trong veo nàng thẫn thờ nhìn theo những cánh chim tìm về tổ lúc chiều buông rồi hỏi phong sao cứ phải xa rời đất nước thân yêu phong bảo muốn nâng cao tri thức và đổi thay lối tư duy cũ kỹ nàng đưa ánh nhìn buồn bã không dám níu giữ anh sợ vì yêu mình là kẻ ngáng đường đó cũng là lần Quế Anh về quê nàng trước khi bay sang phương trời xa tít. Phong muốn nàng đi cùng nhưng nàng lắc đầu từ chối. Uống hết cốc cà phê còn dở duy nhìn nàng nhận xét. Bọn trẻ bây giờ không đọc thơ. Chúng đã có gáp. Gáp nói lên những ước mơ và khát vọng. Cả những nỗi buồn của thế giới cằn khô vì bệnh dịch và chiến tranh. Nàng nhìn ra khoảng vắng giữa hồ một vài ý thơ đang lặn ngụp trong đầu cũng không vì nhận xét của duy mà bay đi mất thật lạ lùng là trong em thơ và chứng khoán lại có thể song hành cũng may là em chưa đi buôn tiền ảo nàng cười khẩy những kẻ đánh đu với toàn thứ ảo mà làm nên giá trị thật là đỉnh cao của trí tuệ còn những người sống trong thực tế trần trụi mà chưa nhận thức được là lỗi tư duy lại còn triết lý mê kinh nàng nhớn mày nhìn Duy định cãi, nhưng rồi nàng lại ngồi im. Từ ngày phong đi nàng như một cái bóng vô hồn. Nàng không còn quan tâm nhiều đến nhan sắc và cuộc sống xung quanh. Lại càng không thích tranh luận hơn thua. Mọi sự trôi đi nhàn nhạt. Nàng ít giao du và gặp gỡ bạn bè. Tối về co mình trong gian phòng trọ. Có ngày ăn tạm mì tôm cho qua bữa. Nàng chỉ thấy mình thất bại và cô đơn nàng hay nhớ ánh nhìn đăm đắm của phong và bàn tay anh vụng về trên mái tóc nhưng tình yêu của nàng với phong suốt ba năm đã trôi như gió thoảng mỗi đứa giờ đây đi theo khát vọng của riêng mình phong bảo sẽ quay trở lại nhưng nàng biết điều đó thật mong manh bởi anh cùng gia đình đã ra nước ngoài sinh sống đám bạn bảo nàng thời này là thời nào mà bỏ qua cơ hội định cư ở mỹ để vơ vẩn với thơ và chứng khoán nàng không thể thanh minh nàng buồn trong hoang vắng nàng bảo mẹ bán nhà ra phố để hai mẹ con ngày nào cũng ở bên nhau bà từ chối bảo không quen nơi phố phường chật trội cả đời gắn với lô giang nếu rời xa dòng sông bà sẽ chết trong mòn mỏi nhớ thương nàng lặng thinh nhìn ra vườn ngô đang vào mùa chắc hạt gió len lỏi bên hông nhà trống lạnh từ ngày phong đi nàng vẫn một mình phóng xe về chân núi lau cùng mẹ chồng rau nuôi gà hay ra ruộng đào khoai. Có khi chạy sang chơi với những người hàng xóm. Nàng thương mẹ người đàn bà một đời quá bụa. Nàng không thể rời quê để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nàng không dám bỏ lại mẹ trong khắc khoải nhớ thương để bay nửa vòng trái đất. Mỗi người đều tìm cho mình một nơi phù hợp. Nàng nghĩ hoàn cảnh hai đứa chẳng tương đồng để an ủi sự chia xa. Vậy mà con tim nàng vẫn nhớ phong quay quắt Duy ném màu thuốc vào kia gạt tàn lên tiếng sau những khoảng lặng. Thị trường sẽ còn đau đấy. Nàng hứng hờ. Chẳng có tin gì tốt đẹp hơn sao? Chưa thể nói hay khi xu thế chẳng rõ ràng. Kệ đi. Cuộc sống thay đổi từng giờ. Ai ở lại sau cùng sẽ là người chiến thắng. Nàng nhìn Duy rồi nhoẻn miệng cười khoe ra chiếc răng khỉnh rất duyên ghế đối diện duy nghiêng đầu nhìn nàng như kẻ bị thôi miên thị trường chứng khoán vẫn cuốn hút nàng mặc dù trên đường đi của nó bao kẻ thành công hay trắng tay thậm chí phải quyên sinh nàng biết mình ngu ngơ kiếm tìm các giá trị trong thời đại có nhiều thứ ảo những tia hoàng hôn cuối ngày đã tắt không gian dần sẫm lại duy rủ nàng đi ăn nhưng nàng từ chối nàng đứng dậy trong khi cái đầu cứ u u nàng nặng nàng bỏ mặc duy ngồi đó bóng tối vừa loang khi đèn đường bật sáng tiếng động cơ và tiếng còi xe vẫn ì ầm không ngớt bước chân gần về đến phòng trọ con bé sinh viên trường tài chính thuê gian bên cạnh thấy nàng đi chệch choạng như kẻ say liền hỏi chị lại đi đọc thơ về à nàng gật đầu nó hào hứng bảo từ hồi bé em cũng thích làm thơ vậy mà mẹ cứ bắt em đi theo nghề kế toán Nàng không đáp chỉ nhếch miệng cười và nghĩ thầm, mẹ nó luôn là người thực tế. Về đến phòng, nàng ném cái điện thoại vào góc bàn, nằm lăn xuống giường chút một hơi thở mạnh. Khi bụng đói meo mà nàng chẳng muốn ăn gì. Nàng nhìn qua khung cửa sổ thấy bóng tối đã trùm khắp nhân gian. Vài ngọn gió phất phơ trên những lá cau vua buông tiếng gì rào. Dạo này nàng hay nghĩ miên man, có đêm nàng không ngủ đã nhiều lần nàng hứa với mình là sẽ gạt phong ra ngoài ký ức. Nàng sẽ hẹn hò với với một người phù hợp, khi nàng cần là đi về phía tình yêu. Nàng không thể mãi chênh trao với thơ và chứng khoán. Vậy mà chả hiểu sao chiều nay ngồi với Duy, nàng cứ thấy anh xa lạ vô cùng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Ánh Trăng Trước Sân Nhà, tác giả, Thúy Dung. Nhà khá giả, người ta dùng đèn dầu có bầu đựng bằng thủy tinh hoặc gốm còn nhà ba của ông Hiệp dùng loại có bầu bằng kim loại. Ngọn lửa đèn không được bảo vệ bằng thủy tinh cho nên khói cứ bay ra một màu đen làm ông nhớ lại thuở còn nhỏ. Khi chưa thoát ly gia đình, nhìn ra bờ sông một màn tối bao trùm. Bên sông thấy nhà người ta cũng leo lét thứ ánh sáng từ cây đèn dầu quan thuộc. Dưới dòng kinh sáng, thỉnh thoảng có chiếc xuồng ai đó rẽ nước rào rào. Tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc dây buộc quay trèo nghe buồn rười rượi. Mặt sông ánh lên thứ ánh sáng mờ ảo khi trăng lưỡi liềm vắt vẻo xeo xéo trên bầu trời lát đáp vì sao. Ngôi nhà lá của ông Bảy, ba ông Hiệp, không lát gạch tàu như nhà chị dâu của ông ở gần bên mà chỉ là nền đất gồ ghề. Một chiếc giường một mét tư để sát vách lá. Cạnh giường là cái bàn nhỏ để tiếp khách. Lúc nào cũng có ấm trà. Đi vài bước cách giường và bàn uống nước là bồ đựng lúa đã vơi nhiều. Bên trái nhà là căn bếp nhỏ xíu. Treo vài chiếc nồi. Buổi tối, trước khi ngủ, ông Bảy chỉ dựng miếng vách chắn ngay cửa để che gió. Vậy là xong còn ban ngày ngôi nhà luôn mở cửa dù trong nhà không có ai. Ngoài sân, ánh trăng chiếu xuống đám cỏ chỗ sáng chỗ tối, bởi ánh sáng vướng vào bóng mấy tàu dừa, mấy cây vú sữa. Nơi đây, ông đã trải qua nhiều kỷ niệm khó quên, bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Ông Hiệp còn nhớ như in thùa 13 tuổi, ông đi làm liên lại cho cơ quan nông dân tỉnh Cần Thơ lần công tác tại thị trấn Cây Dương, ông được về phép ba ngày để thăm gia đình. Con đường về nhà dẫu qua bao nhiêu cầu khỉ, nhưng cậu bé hiệp cứ như bước chân sáo. Vì niềm vui được gặp lại ba má sau hai năm bỏ nhà theo đoàn thiếu sinh quân. Ông bà Bảy nhìn thằng con trai vui mừng khôn xiết. Bà Bảy lúi cúi nấu cơm dưới bếp. Ông Bảy nói chuyện với người đàn độ 30 tuổi. Da trắng, mái tóc đen hơi xoăn gợn sóng chào anh ba đi con ông bảy quay lại người khách đây là thằng hiệp con trai út của chú bà con chú bác ruột mà hai đứa chưa biết mặt nhau người khách đó tên là ba đời chỉ kém ông bảy vài tuổi nhưng gọi ông bảy là chú ruột bước đến bên hiệp và khen sau này em đẹp trai không kém anh đâu hiệp cười nói cám ơn anh quá khen ông Bảy thuật lại cho cậu bé Hiệp về chuyện của người anh con chú con bác với Hiệp. Hiệp nhìn ông anh tỏ vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Hồi đó, khoảng năm 1930, ông ba đời bị một số người dụ lên Sài Gòn chơi. Họ nói Sài Gòn đẹp lắm, đi vài bữa thì về. Họ bắt xe đỏ từ rạch giá lên Sài Gòn, đến xa cảng miền Tây thì trời vừa tối số người lớn tuổi dắt ông ba ra cửa bến xe thì gặp và giao ông cho ba tên trà và Ấn Độ. Chúng dẫn ông ba đi qua cầu chữ Y rồi đến bến cảng Sài Gòn, áp giải xuống tàu buôn của Ấn Độ. Sau gần một tuần, tàu đến cảng Paradip thuộc bang Orissa miền đông Ấn Độ. Chúng dắt ông ba lên bến, rồi đẩy ông đi xe đò. Khi kết thúc chuyến xe, ông gặp những người Ấn da đen, tóc xoăn môi của họ đỏ như son khi họ cười lộ hàm răng trắng xóa họ nói chuyện với nhau như tiếng chim kêu nhóm người này thường xuyên lên các miền rừng sâu núi cao tìm những thung lũng lớn hồ nước hang động để bắt các động vật hoang dã như rùa rắn cá những vùng đông bắc của ấn độ giáp biên giới trung quốc trùng điệp núi rừng và thung lũng bọn môi đỏ bắt nô lệ lội xuống ao hồ dùng lưới ni lông bắt động vật. Nô lệ chủ yếu là dân nghèo thuộc các nước Đông Nam Á. Do bất đồng ngôn ngữ nên bọn môi đỏ điều khiển họ bằng cách dùng tay ra giấu công việc phải làm. Trong khi làm việc, nô lệ bị rắn độc cắn. Bọn môi đỏ đem người bị nạn lên bờ, đặt lên tấm vải bạc nhưng không thấy chữa trị gì cả. Tên thủ lĩnh chọn những con cá lóc to nhất, sai nô lệ nấu cháo, yêu cầu phải chừa cho nô lệ bị rắn cắn một tô sau khi ăn cháo xong một tên môi đỏ chữa trị như sau hắn cầm nhang quơ qua quơ lại miệng nói lâm dâm rồi thổi sau đó kê miệng hút máu chỗ rắn cắn tên nô lệ sống lại tên môi đỏ nói với người bị nạn mày ăn cháo cá là hết liền bệnh cảm cúm lần đầu tiên ông ba thấy cách chữa bệnh thật kỳ lạ một thời gian sau nhờ cần cù làm việc ông ba có uy tín với bọn môi đỏ ông cũng nói được tiếng ấn thông thạo bọn chúng tin chắc anh không thể biết đường về việt nam một thời gian thì ông ba xin được học bùa la ban bọn môi đỏ nhìn nhau một lúc thì gật đầu đồng ý vì bùa la ban chỉ truyền trong thân tộc không truyền cho người ngoài chúng cử một tên truyền nghề cho ông ba khi ông ba cứu chữa thành công cho một người Chúng khen mày đã thạo nghề rồi đó mày khá lắm. Dần già mày sẽ thay tụi tao chữa trị cho bọn nô lệ. Theo thời gian, ông bà đã chữa trị thành công cho vài nô lệ bị rắn độc cắn. Lúc này bọn chúng càng tín nhiệm ông. Sau 14 năm lưu lạc tại Ấn Độ, ông bà đã tìm được cách trốn về Việt Nam. Ở trong tù, chính nhờ tải thu phục rắn trong phòng giam mà ông bà đã được thả ra sau đó tìm về quê hương hành nghề trị bệnh rắn cắn cho bà con may mắn cho cậu bé hiệp về phép ngay dịp ông ba đời đang ở nhờ nhà ông bảy nên bà con hàng xóm đến chơi rất đông chú bảy ơi anh ba đời có ở nhà không cho mấy cháu vô nhà để nghe anh ba kể chuyện mặt trời đã ngả về hướng tây ông bảy ba của cậu bé hiệp người nhỏ nhắn tóc hoa dâm tham gia kháng chiến chống pháp từng giữ chức chủ tịch xã, bước ra sân nói, bà con đến chơi quá đông, trong nhà không chứa hết, vậy tụi bây quét sân, trái đệm, uống trà nói chuyện cho vui. Mọi người đều vỗ tay và thực hiện theo ý ông Bảy. Tất cả hơn hai chục đàn ông, thanh niên trai tráng, con nít ngồi thành vòng tròn, ai cũng nhìn mặt ông ba đời tỏ vẻ khâm phục. Ông ba đời lên tiếng, học nghề này rất là khó không phải ai học là thành nghề được thông thường chỉ học để tự vệ bản thân chờ người khác chữa trị bởi chữ bùa la bang rất khó nhớ và khó viết các câu thần chú vô cùng phức tạp các bạn tha thiết đề nghị tôi không nỡ từ chối trời chập tối bà con ở dọc kinh sáng kéo đến nhà ông bảy rất đông ông Bảy mượn ba cây đèn măng sông để có ánh sáng cho bà con nhìn rõ mặt ông ba đời. Mọi người tổ chức đờn ca tài tử. Ông ba hữu hàng xóm với ông Bảy, cả hai mươi câu vọng cổ bài sầu dương biên ải. Một chàng pháo tay vang lên tán thưởng. Đêm càng khuya, không gian trầm lắng. Tiếng đờn lời ca hòa quyện, truyền cảm, làm người nghe say đắm. Vào những năm thập niên năm mươi, bài ca này được người dân Nam Bộ rất ưa chuộng. Nội dung nói về người chồng ở ngoài biên ải xa xôi, người vợ ở nhà cô đơn hưu quạnh, mong hết chiến tranh để gia đình được sum họp, Chan đơn, gối lẽ trốn loan phòng, thâu canh đỗ lệ tình rằm chan khăn áo, nét liễu phai tàn, môi thắm lợt màu son, tiếng hoan hô giòn giã, cũng là tiếng pháo tay cuối cùng. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay gần 12 giờ đêm. Bà con tự động ra về. Ghe xuồng dưới sông cũng lần lượt ngược xuôi theo dòng nước chảy. Hai bên bờ sông trống vắng và tĩnh lặng. Ông ba đời gọi ông hai đa và ông ba dẫu ở lại. Giao nhiệm vụ cụ thể. Sáng mai các em bắt cho tôi một con rắn còn sống. Cho vào bao đem về đây. Tôi sẽ điều khiển rắn di chuyển tại sân này. Ngày hôm sau, ông ba đời ngồi bệt xuống đất quay mặt ra bờ sông, kêu ông hai đa mở bao. Con rắn từ từ bỏ ra khỏi bao. Nó dừng lại khoảng 30 giây như để xác định phương hướng. Mọi người nhìn ông ba và con rắn. Bàn tay ông ba ngửa lên, ngoắt ngoắt con rắn. Nó từ từ bỏ, rồi quấn tròn trên cánh tay. Ông ba đọc câu thần chú. Tay trái ông ba chỉ ra bờ sông, tay phải hạ xuống đất. Con rắn nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay bò đến bờ sông, từ từ lội xuống nước, đầu con rắn nhô cao, thân nó lượn uốn khúc. Không mấy chốc con rắn đã qua bờ sông bên kia, leo lên bờ và bò vào các lùm cây rậm rạp. Một tràng pháo tay vang lên giòn rã. Một người dân nói: màn trình diễn thật tuyệt vời, chuyện lạ như hoang tưởng mà có thật. Tiếng ông bảy gọi con trai làm ông hiệp giật mình, trở lại hiện thực ngủ đi con mai dậy sớm lo đám dỗ má con mới đó mà đã bốn mươi năm trôi qua ông bảy ông ba đời ông ba hữu ông hai đa đã là người thiên cổ ở tuổi tám mươi ba ông hiệp vẫn thích ca cổ khi có dịp giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài thành phố nơi ông sinh sống nụ cười của ông được các bà khen đẹp nhưng thật sự nhờ vào hai hàm răng giả khi tháo bộ răng. Nhìn ông không khác ông bảy của ngày xưa, móm mém nhưng hiền lành chân chất. Tuổi càng cao, ông lại càng nhắc chuyện ngày xa xưa với vợ và con cháu. Ông còn ghi lại hồi ký, từ lúc nhỏ đến khi tập kết ra Bắc, vào Nam cho đến lúc về hưu mỗi khi đêm xuống. Ông ngồi trong phòng xem TV, uống thuốc theo tòa bác sĩ, tự xoa bóp tay chân đã nhăn nheo theo tuổi tác từng kỷ niệm lúc nhớ lúc quên nhưng ánh trăng trước khoảng sân và ngôi nhà lá thân thương với mấy cây đèn dầu tỏa khói ngày xưa luôn mãi trong tim ông trên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Xóm Người Mù, tác giả, mường mán. Xóm Người Mù, không biết tự bao giờ, cái tên gọi ấy đã trở nên quen thuộc. Không thể nhớ nổi người khiếm thị đầu tiên nào đã dùng bước giang hồ ở khu dân cư trải dọc triền sông này, rồi rủ dê thêm những người đồng cảnh ngộ quy tụ lại, chọn nơi đây làm đất lành chim đậu ra đi từ nhiều miền quê khác nhau. Trẻ có, già có, gặp gỡ đâu đó dọc những ngả đường bươn trải kiếm sống. Họ dắt dìu nhau về, thoạt tiên vài người, rồi dần già đến vài chục, và sống đạm bạc khiêm cung giữa bao người lành lặn khác. Ban đầu chính quyền địa phương đặt vấn đề đòi trục xuất, giết làm ngơ vì chẳng nghe ai kiện cáo, tị nạnh gì. Đèn nhà ai nấy sáng, không hẳn đùm bọc, nhưng tuyệt đại đa số người trong xóm giềng đều tỏ ra thông cảm, sống chan hòa, thuận thảo. có lẽ có cô tôi là ngoại lệ, không thích đá đành, còn hết sức lấy làm khó chịu bởi không dưng phải lọt thỏm giữa một khu xóm như thế. có lần cô bảo, bạn hàng hễ ai nghe tao cho biết số nhà, tên đường, tên phường, thì cứ y như rằng người ta hỏi, có phải ở xóm người mù không? không dưng mang tiếng mù lây. Chuôn đụt dưới mái nhà này lỡ ăn nên làm ra, nên không đành bỏ đi nơi khác, chứ không tao sới khỏi lâu rồi. Cái xóm gì mới bảnh mắt ra ngõ đã gặp người lò dò bị gậy phát ngán. Bao nhiêu cái Tết có cáp vàng tao cũng đâu dám xuất hành đầu năm. Là chị hai của cha tôi, cô xa nhà sống theo kiểu thân tự lập thân hồi còn trẻ. Giờ sắp xỉ tuổi năm mươi, chưa chồng con, dù nhan sắc đến nỗi nào, khó tính là điều dễ hiểu, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi. Sao cô hẹp lòng đến vậy? Rời quê ra tỉnh học trò, mỗi sáng sớm tôi ra chợ tiếp cô bày hàng quần áo thời trang, giày dép, mỹ phẩm, chiều tiếp dọn hàng. Từ vài tháng nay bỗng có người tình nguyện làm thay, tôi bỗng rảnh rang. Ông ta kém cô vài tuổi, luôn hình rong chảy chuốt, áo quần bảnh bao. Nhờ ông, hình như dạo này cô đâm ra trẻ lây, đâm ra thích trưng diện với lắm bộ đồ mô đen mặc, rồi đứng uốn éo trước gương. Hệt những người mẫu thời trang không khoe trướng. Cô hỏi, chẳng muốn cô buồn, tôi đành miễn cưỡng khen đẹp. Đêm đêm, tôi đến lớp ngoại ngữ học thêm thì ông đèo cô đi chơi bằng xe Dream. Chiếc xe cô nhún nhường cho biết vốn là hàng còn nguyên thùng mua để tiện việc ông đưa đón chưa hết cô bê về cả dàn máy karaoke để giải sầu thỉnh thoảng hai người kể vai song ca trông rất mùi mẫn thỉnh thoảng mở tiệc đãi bạn bè tại nhà nhưng cái đám cưới lắm lần nghe cô bản tính mãi chưa thấy thực hiện dù cô luôn dày la ngăn cấm tôi vẫn lén chơi với đám người mù trong xóm đứa hát rong đứa bán vé số dạo đứa đan sọt đan thúng. trong số ấy tôi thân nhất con thắm hát rong con nhỏ ông tư đờn cỏ đã nhặt về trên một chuyến tàu thống nhất nó gầy gỏ đến độ qua cầu gió có thể thổi bay nó hay khiến tôi nhớ tới con em gái dưới quê nên thường lén cô tiếp tế cho hai cha con chút ít lương thực hoặc thuốc men lúc đau ốm thắm bị mù từ thủa lọt lòng chẳng biết tí gì về thế giới chung quanh chỉ nghe kể dùng mường tượng thuộc khá nhiều bài ca do nghề nghiệp riêng món vọng cổ luôn bị ông tư bắt bẻ ca hoài chưa ngọt chưa giặt giọng đàng trong theo ý ông muốn có hôm nó hỏi tôi anh ra sao anh hai thì cũng giống hầu hết mọi người có đẹp trai không cơ đẹp xấu tùy người đối diện tôi nói đại nó phụng phịu anh quên người đối diện hồng có mắt sao thôi thì chắc anh đẹp như ông lục vân tiên hoặc thạch Xanh trong chuyện bố tư kể vì anh cũng tốt bụng như họ xấu như trương chi thì có đừng có ham tưởng tượng ai nói trương chi xấu riêng em vẫn cho là đẹp hiểu rồi thắm cũng đẹp lắm xảo quá mạng vậy anh hai đại để chúng tôi thường trò chuyện vỡ vần kiểu ấy uống nước dạch đầu xấu bao năm cố nói tiếng nam bộ, giọng Hà Bắc vẫn còn vương lại vài âm hao như là dấu ấn của quê quán, dù quê quán ấy nay đã trở nên xa vời vợi, mờ nhạt trong trí nhớ nó. Những lúc thắm theo ông tư đi hát rong đâu đó cả tháng mới quay về, tôi thấy nhớ cái giọng thỏ thẻ nửa nam nửa bắc của nó. Sau một chuyến đi xa, bao giờ nó cũng tặng tôi một món quà gì đó, dù rẻ tiền cũng khiến tôi cảm động không ít lần hễ nghe ông ấy và cô hát karaoke. Tôi bắt gặp thắm đứng lặng lẽ ngoài rào bông bục. Biết tổng nó rất thích trò chơi hiện đại ấy. Một đêm đôi tình nhân vừa lên xe ra khỏi cổng. Tôi rủ nó đến nhà, ngồi vào ghé salon hẳn hoi, và mở máy cho thắm tha hồ ca. Tôi giúp nó đọc lời những bài chỉ thuộc lõm bõm. Nhìn vẻ mặt hân hoan khó tả, nghe giọng bội phần diễn cảm tôi cảm thấy vui như đang đãi nó một bữa tiệc thịnh soạn. Hai đứa vui nên dượng và cô về lúc nào không hay. Trời đất! Bộ mày khùng rồi sao Khánh? Dám mời con nhỏ dơ giấy thượng lên cả sa lông. Còn bày đặt hát sướng. Bộ mày mê nó lắm sao thằng ông con? Này! Cút mau! Vừa đầy nghiến. Cô vừa nhào tới đẩy xua thắm ra khỏi cửa. Quýnh quáng. Con nhỏ không kịp cầm gậy ngã lăn từ bậc thềm xuống sân, bể cả mắt kiếng đen, bật khóc tức tưởi. Ông ấy chỉ khoanh tay đứng nhìn lắc đầu cười. Tôi đỡ thắm dậy, đặt chiếc gậy vào tay nó, đổ quạo, quên cả giữ kẽ. Nhẫn tâm vừa thôi, cô không thương xót kẻ tật nguyền chút nào sao? Mày, mày dám lên giọng chửi tao hả đồ mất dạy. Cô gào, chảy trồm xỉa sói ông ấy ra vẻ kẻ cả khoác tay ngăn, cất giọng du dương. Kìa em, nguôi giận đi nào. Chật, chỉ là chuyện nhỏ. Thôi, cho anh xin. Từ hôm ấy thắm luôn tránh gặp tôi, không nhận cả chiếc kiếu mới tôi mua để nó. Vào một ngày mưa từ ga hòa hưng quay về, ông tư đờn cỏ ngã bệnh. Tuy được tròn xóm tận tình giúp đỡ đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng ông không qua khỏi sau đám tang chừng vài hôm đã nguôi giận thắm tìm gặp tôi rủ ra chợ cái răng ăn kem với vẻ mặt buồn rượi tôi ngạc nhiên chẳng nghe nó nhắc đến bố tư lại tỉ mỉ nhắc kể từng người tốt kẻ xấu trong xóm chi ly từng kỷ niệm vặt nhỏ nhoi của hai đứa đoạn mỉm cười còn sao trên trời ở xóm mình có giống nơi khác không anh hai giống bèo dưới bến cũng thế chứ thế tôi nhại giọng hà bắc cốt làm nó vui vậy là dù đi bất cứ nơi đâu em ngước nhìn trời cũng sẽ mường tượng ra sao ở xóm mình qua khúc sông nào cũng thấy bèo của bến nhà chắc là không buồn lắm đâu thắm nói gì lạ vậy tính bỏ đi sao đi đâu đố anh biết nói xong nó cười nước mắt lấp lánh trên má ngỡ chỉ nói đùa chơi hôm sau thắm mang theo cây đờn cò bỏ đi mất biệt. Câu đố đêm ấy tôi vẫn nhớ nhưng không cách chi tìm thấy câu trả lời. Bây giờ tôi đã vào đại học. Mỗi lần ra chợ tiếp cô bày hàng và chiều dọn về như trước đây. Cô tôi lại tiếp tục sống cô đơn. Sau trận đánh ghen tàn độc của bà vợ và tám đứa con kéo từ Vĩnh Long sang Cần Thơ vào một ngày không nhớ đẹp hay xấu trời, ông dượng ra đi không lời từ biệt quên cả chiếc Dream. Bây giờ cô tôi luôn mang kiếng đen vì con mắt trái bị axit làm hỏng, trở nên trầm lặng, ít nói và hình như trong con mắt còn lại những người mù chung xóm chẳng còn đáng ghét nữa.